không chỉ mạnh dạn cùng Trung Quốc chạy đùa để giành một chỗ đứng trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương gọi tắt là hiệp định cptpp, Đài Loan còn thẳng thắn châm ngòi cho cuộc khẩu chiến với đại lục khi tố Trung Quốc là kẻ chủ mưu gieo rắc sự thù địch khắp eo biển Đài Loan. Trong lúc hòn đảo thể hiện sự quyết liệt khẳng định vị thế trên trường quốc tế, thì có vẻ như thiên thời địa lợi cũng đang mỉm cười với Đài Loan khi Mỹ vừa tuyên bố sẽ mời Đài Loan cùng tham gia cuộc tập trận hàng hải lớn nhất thế giới. Không những vậy truyền thông Đài Loan cho rằng tân trợ lý ngoại trưởng Đông Á TBD là người có lập trường ủng hộ đoàn đảo. Bên cạnh Hoa Kỳ, cuộc đua càng thú vị hơn khi có sự tham gia của các cường quốc khác. Một tiết lộ từ quan chức xét duyệt hồ sơ của CPTPP cho biết Úc, Nhật, Canada đang bàn kế hoạch giúp Đài Loan vào CPTPP. Chưa dừng lại ở đó, quần đảo Marshall còn lên tiếng chỉ trích việc Liên Hợp Quốc gạt bỏ Đài Loan. Những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới Thủ tướng Nhật, Ấn, phản đối nỗ lực thay đổi hiện trạng hàng hải của Trung Quốc Nga theo dõi hoạt động tàu tuần tra của Hải quân Tây Ban Nha và Ý ở Biển Đen Nga bác bỏ cáo buộc xâm phạm không phận của Estonia Taliban không chấp nhận điều khoản công nhận của quốc tế Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 25 tháng 9 ngay sau đây Trước những sự ủng hộ liên hoàn từ quốc tế, Đài Loan không chỉ mạnh dạn chạy đua cùng Trung Quốc để giành một chỗ trong Hiệp định Thương mại Quốc tế CPTPP mà cơ quan ngoại giao Đài Loan còn thăng thừng châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến nặng lời với Trung Quốc. Hãng tin Reuters trích dẫn một tuyên bố vào cuối ngày thứ Năm ngày 23 tháng 9 của cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết Trung Quốc không có quyền phát biểu về sự tham gia quốc tế của hòn đảo, nguyên văn tuyên bố của cơ quan tố cáo. Chính phủ Trung Quốc chỉ muốn bắt nạt Đài Loan trong cộng đồng quốc tế và là kẻ chủ mưu trong việc gia tăng sự thù địch trên khắp eo biển Đài Loan. Dẫn chứng cho cáo buộc của mình, Đài Loan thông báo Trung Quốc đã gửi 24 máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo để gửi thông điệp dân đề một ngày sau khi hòn đảo nộp đơn xin gia nhập CPTPP. Điều đáng nói là chiêu thức cử phi đội vận vũ trên vùng trời Đài Loan của Trung Quốc đã được thực hiện gần như hàng ngày để thay lời cảnh cáo từ đại lục. Về phía Trung Quốc, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho biết việc Trung Quốc tham gia CPTPP sẽ có lợi cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch. Không những vậy, văn phòng một lần nữa lặp lại quan điểm phản đối Đài Loan sử dụng đấu trường thương mại để thúc đẩy vị thế trên trường quốc tế hoặc tham gia vào các hoạt động thực hiện âm mưu giành độc lập. Nguyên văn tuyên bố từ văn phòng Trung Quốc cũng nhân tiện nhắc nhở quốc tế hãy xử lý các vấn đề liên quan đến Đài Loan một cách thích hợp và không nên có động thái tiếp tay hay ủng hộ cho Đài Loan. Mặc dù Trung Quốc tỏ rõ lập trường không khoan nhượng với Đài Loan, từ lời nói cho đến hành động, thế nhưng một sự thật mà Bắc Kinh phải cay đắng chấp nhận, đó là những sự ủng hộ không tưởng mà hòn đảo nhận được từ quốc tế trong những ngày gần đây. Cụ thể, giữa bối cảnh Trung Quốc điều chiến cơ áp sát vùng trời hòn đảo, Hoa Kỳ đã bất ngờ gửi lời mời Đài Loan cùng tham gia cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương năm 2022, Park Đây là cuộc tập trận tác chiến hàng hải quốc tế lớn nhất thế giới, diễn ra 2 năm một lần, quy tụ lực lượng từ nhiều đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ như Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Singapore và Úc lời mời là một phần trong đạo luật ủy quyền quốc phòng cho năm tài chính 2022, FY 2022, NDAA, vừa được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua vào hôm thứ Năm ngày 23 tháng 9. Sau hai ngày cân nhắc và bỏ phiếu về các sửa đổi trong dự luật, Hạ viện đã thông qua đạo luật ủy quyền quốc phòng cho năm tài chính 2022, FY 2022, NDAA, với 316 phiếu ủng hộ và 113 phản đối trong dự luật có khuyến nghị Bộ Quốc phòng Mỹ mời Đài Loan tham gia cuộc tập trận RIMPAC 2022 và tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước. Trong dự thảo do Ủy ban Quy tắc Hạ viện đưa ra, các điều khoản liên quan đến Đài Loan chủ yếu được liệt kê trong mục 1243, 1247 và 1248. Trong mục 1248, điều khoản nói rằng lực lượng hải quân của Đài Loan nên được mời tham gia vào cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương được tiến hành vào năm 2022. Ngoài ra, chi tiết của mục 1243 trong dự luận NDAA kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng đệ trình một báo cáo về tính khả thi và khả năng cố vấn của việc tăng cường hợp tác giữa vệ binh quốc gia Mỹ và Đài Loan, được ấn định thời hạn nộp chậm nhất là vào ngày 15 tháng 2 năm 2022. Còn mục 1247 đề cập đến sự hỗ trợ của Mỹ để giúp Đài Loan duy trì khả năng tự vệ của mình như được quy định trong đạo luật quan hệ Đài Loan. Riêng với mục 1244, dự luật yêu cầu báo cáo về những phát triển quân sự và an ninh của Trung Quốc, bao gồm chiến lược của quốc gia này liên quan đến Đài Loan và tình hình an ninh ở eo biển Đài Loan. Mục 1246 yêu cầu một báo cáo về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng sự hiện diện và ảnh hưởng của họ ở khu vực Mỹ Latin và Caribe, bao gồm cả những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thăm dò các đồng minh ngoại giao của Đài Loan trong khu vực. Tuy vậy, hiện tại dự luật NDAA vẫn còn cần phải được Thượng viện Mỹ thông qua, cũng như có chữ ký cuối cùng của Tổng thống Joe Biden để thực sự chính thức có hiệu lực. Nói thêm về cuộc tập trận Rim Park, nó được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971 để vun đắp và quản lý mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với các đồng minh của họ. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ hiện coi cuộc tập trận là rất quan trọng để bảo vệ các tuyến đường vận chuyển quan trọng và đảm bảo tự do hàng hải qua các vùng biển quốc tế. Thêm một động thái đáng chú ý từ Hoa Kỳ cùng vào hôm thứ Năm ngày 23 tháng 9. Theo đó, với tỷ lệ 72 phiếu bầu trên 14 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua việc bổ nhiệm ông Daniel Crittenbrink, người vừa chấm dứt nhiệm kỳ đại sứ tại Việt Nam, trở thành trợ lý ngoại trưởng văn phòng các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. Đáng chú ý, tờ Taiwan News đã nhận định vị tân trợ lý ngoại trưởng này là một người rất ủng hộ việc thắt chặt quan hệ với Đài Loan. Tờ báo cũng dẫn chứng vào một phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hồi tháng 6. Ông Kristen tuyên bố sẽ ưu tiên trẻ hóa quan hệ với các đồng minh, bao gồm phát triển mối quan hệ bền chặt với Đài Loan. Reuters dẫn lời ông nói thời điểm đó tờ CNA cũng trích dẫn đoạn trả lời phỏng vấn của ông Kristen khi được hỏi về lập trường mơ hồ chiến lược của Mỹ khi hỗ trợ Đài Loan. Cụ thể, ông cho rằng phản ứng của Hoa Kỳ cần phải được cân chỉnh khi Bắc Kinh ngày càng hung hăng hơn đối với Đài Loan. Là một nhà ngoại giao kỳ cựu với hơn 27 năm công tác chuyên sâu về châu Á, thành thạo tiếng Trung lẫn tiếng Nhật, ông Daniel Kristen từng đảm nhiệm nhiều vị trí về xây dựng chính sách tại khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Với bề dày kinh nghiệm này, ông được giới quan sát Mỹ kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy chiến lược xoay trục của Mỹ sang châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là giữa bối cảnh Mỹ-Trung có nhiều xung đột không hồi kết. Không chỉ Mỹ, mà Úc, Nhật Bản và Canada được cho là đang có kế sách phía sau đường đua vào Hiệp định CPTPP giữa Trung Quốc-Đài Loan để giúp hòn đảo gia nhập vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Thế nhưng, tờ Taiwan News cho rằng Peru là nhân tố có thể ngăn cản sự tham gia của Đài Loan Tờ Australia hôm thứ Sáu 24 tháng 9 trích dẫn lời một quan chức ngoại giao cấp cao đang xem xét giấy tờ xin gia nhập CPTPP của Đài Loan, tiết lộ Úc, Nhật Bản và Canada đang thảo luận để tìm cách giúp Đài Loan gia nhập hiệp định. Bộ trưởng Thương mại Úc Dan Tehan nói với tờ báo rằng nước Úc sẽ làm việc với các thành viên CPTPP để xem xét đơn của Đài Loan trên cơ sở đồng thuận phù hợp với quy định hướng dẫn gia nhập CPTPP. Ông Tê Hành nhấn mạnh rằng, bất kỳ thành viên mới nào, dù là Trung Quốc hay Đài Loan, đều phải thuyết phục các thành viên hiện tại rằng họ sẽ chơi theo luật. Điều này có nghĩa là đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn cao của hiệp định, cũng như các cam kết về WTO và các hiệp định thương mại hiện có. Trước Úc và Canada, Nhật Bản cũng đã thẳng thắn ủng hộ Đài Loan trở thành thành viên của tổ chức này. Trong bản tin quốc tế hôm qua 24 tháng 9, FBNC cũng đã dẫn lời Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu mô tả Đài Loan là đối tác cực kỳ quan trọng của Nhật Bản, chia sẻ các giá trị cơ bản như pháp quyền và liên quan đến việc Đài Loan gia nhập khối. Ông nói rằng đất nước của ông sẽ hành động dựa trên một quan điểm chiến lược và với lập trường của công chúng. Tuy vậy, một quốc gia nhiều khả năng sẽ ngăn cản Đài Loan gia nhập nhóm là Peru. Quốc gia hiện đang tìm cách mở rộng quan hệ với Trung Quốc vì Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất và là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu của Peru. 22 tháng 9, trong bài phát biểu tại phiên họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, tổng thống quần đảo Marshall David Kabua đã chỉ trích gay gắt việc Liên hợp quốc gạt bỏ Đài Loan khỏi tổ chức toàn cầu. Bài phát biểu được ghi hình trước của ông Kabua nêu quan điểm đại dịch coronavirus đòi hỏi cần có sự đoàn kết và hành động tập thể từ tất cả quốc gia cũng như các bên liên quan dẫn dắt đến Đài Loan. Ông nhấn mạnh Hoàng đảo nên được phép tham gia vào hệ thống Liên hợp quốc một cách bình đẳng và đàng hoàng. Ông chỉ trích mạnh mẽ việc Liên Hợp Quốc cấm Đài Loan tham dự các sự kiện của tổ chức này, thậm chí người dân hoàng đảo còn không được phép tham quan trụ sở của Liên Hợp Quốc. Sự im lặng đáng xấu hổ phải chấm dứt, ông Cabo tuyên bố và yêu cầu Liên Hợp Quốc đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Trong ngày thứ hai của cuộc tranh luận chung, Tổng thống Guatemala Alessandro Zamate cũng đã lên tiếng ủng hộ Đài Loan với những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt đài loan có thể đóng góp kinh nghiệm năng lực của mình để củng cố chủ nghĩa đa phương ông nói giống như mọi năm tổng thống honduras john orlando hernandez alvarado đồng minh đài loan đã không nhắc đến hoàng đảo trong bài phát biểu kéo dài nửa giờ của mình tuy nhiên quốc gia trung mỹ này đã viết thư cho tổng thư ký liên hợp quốc trong nhiều năm qua để kêu gọi tổ chức phê duyệt tư cách thành viên tổ chức cho đài loan như vậy, ba trong số các đồng minh ngoại giao của Đài Loan đã lên tiếng kiến nghị nội dung cho phép hòn đảo được gia nhập Liên hợp quốc kể từ khi các phiên tranh luận bắt đầu, trong đó có cả chủ tịch Palau. Tiếp nối làn sóng ủng hộ Đài Loan của cộng đồng quốc tế, phòng thương mại Đài Loan của Thụy Sĩ mới đây đã ra cam kết sẽ nhập khẩu mận Đài Loan vào quốc gia Trung Âu này, một động thái nhằm giúp hòn đảo chống lại lệnh cấm của Trung Quốc đối với mận và mã cầu của Đài Loan. Trước đó như đã thông tin vào hôm chủ nhật ngày 19 tháng 9, Cục Kiểm dịch Động thực vật thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã tạm dừng nhập khẩu mận và mãng cầu của Đài Loan với lý do một số lô hàng đã bị nhiễm diệp sáp. Lệnh cấm đột ngột của Trung Quốc diễn ra sau lệnh đình chỉ nhập khẩu dứa Đài Loan tương tự vào tháng 2. Theo văn phòng đại diện của Đài Loan tại Thụy Sĩ, nhóm hữu nghị Thụy Sĩ Đài Loan và văn phòng thương mại Thụy Sĩ Đài Loan đã đăng cai tổ chức báo cáo đánh giá khả thi hiệp định hợp tác kinh tế Đài Loan Thụy Sĩ vào thứ tư ngày 22 tháng 9. Trong buổi họp, ông Marco Chisa, Chủ tịch Liên nhóm Nghị viện Thụy Sĩ Đài Loan và Chủ tịch Đảng Nhân dân Thụy Sĩ đã bày tỏ mong muốn quan hệ giữa Thụy Sĩ và Đài Loan ngày càng sâu sắc. Ngoài ra, ông Andri Glaner, Chủ tịch Phòng Thương mại Thụy Sĩ Đài Loan và thành viên Quốc hội Thụy Sĩ khẳng định rằng Trung Quốc đã cấm nhập khẩu mận của Đài Loan vì mục đích chính trị và Thụy Sĩ nên đáp trả bằng cách hỗ trợ Đài Loan. Ông cũng tuyên lộ rằng Phòng Thương mại Thụy Sĩ Đài Loan hiện đang có kế hoạch nhập khẩu giống trái cây Đài Loan để trồng ở Thụy Sĩ. Trong lúc giới quan sát đang chờ đợi cuộc gặp mặt đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của Bộ Tứ Kim Cương Quát, thì vào hôm thứ Năm ngày 23 tháng 9, Thủ tướng Yoshihide Suga và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc họp thượng đỉnh trước. Đáng chú ý, Thủ tướng của cả hai quốc gia đã cùng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với những nỗ lực đơn phường nhằm thay đổi hiện trạng hàng hải của Trung Quốc. Trong cuộc hội đàm kéo dài 45 phút, ông Suga ca ngợi Ấn Độ là một đối tác quan trọng hướng tới hiện thực hóa một Ấn Độ dương Thái Bình Dương tự do và cởi mở cũng như cùng khẳng định tầm quan trọng của an ninh hàng hải. Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, họ cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ song phương cùng với các thành viên quát còn lại để xây dựng một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Được biết, Bộ Tứ Kim Cương Quát được xem là một đối trọng với sự bành trướng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trở lại với cuộc họp Nhật Ấn ông suga và ông modi đã đưa ra sự phản đối mạnh mẽ chống lại các hành vi cưỡng bức kinh tế và các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực ở biển đông và trong khu vực của chính quyền bắc kinh thông báo này dường như cho thấy rằng hai nhà lãnh đạo đang liên kết hơn trong việc đối mặt với những thách thức mà trung quốc đặt ra giới quan sát cho rằng điều khiến bắc kinh sẽ phải lo lắng đó là sự cứng rắn hơn từ ấn độ qua từng ngày trong việc liên thủ đối chọi với trung quốc bởi lẽ trước đây Ấn Độ thường không lên tiếng ủng hộ rõ ràng việc đứng ở hai đầu chiến tuyến với Trung Quốc cùng các thành viên còn lại của Quad. Trong cuộc điện đảm hồi tháng 4, các báo cáo cũng chỉ đề cập rằng Thủ tướng Suga bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về việc Trung Quốc tiếp tục tăng cường các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và khu vực mà không nói rõ về phản ứng của Thủ tướng Modi. Theo Japan Times, Bắc Kinh trong những năm gần đây đã trở nên quyết đoán hơn về yêu sách của họ đối với quần đảo Senkaku, một nhóm các đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở Biển Hoa Đông, được Bắc Kinh gọi là điếu ngư. Không những vậy, Trung Quốc cũng đã quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông, bất chấp phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016 chống lại các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Bên cạnh câu chuyện về Trung Quốc, ông Suga cũng chuyển lời tới ông Modi rằng nước Nhật lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, gọi đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hôm 23 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Liên bang thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cơ quan này đang theo dõi hoạt động của tàu tuần tra Radio của Hải quân Tây Ban Nha và tàu Ramin via Retio của Hải quân Ý ở Biển Đen. Lực lượng của hạm đội Biển Đen đã bắt đầu theo dõi hoạt động của tàu tuần tra Radio của Hải quân Tây Ban Nha và tàu Ramin via Retio của Hải quân Ý. Chúng đã tiến vào Biển Đen vào lúc 18h30 ngày 23 tháng 9 năm 2021, trung tâm này thông báo. Trong cùng ngày, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã kêu gọi tăng cường sự hiện diện của các hạm đội NATO ở Biển Đen. Ngoài ra, ông cũng hy vọng các quốc gia ven Biển Đen sẽ tăng cường tương tác lẫn nhau, thúc đẩy an ninh khu vực. Vì Tổng thống Ukraine cho biết, nước này sẵn sàng cùng các đồng minh tăng cường các cuộc tập trận trong khu vực. Trong khi đó, hạm đội Biển Đen cho biết cũng đã triển khai máy bay không người lái, theo dõi hoạt động của các hải quân đối thủ giải định ở khoảng cách ngoài tầm bắn của đối phương. Nga đã nhiều lần cáo buộc các thế lực nước ngoài cố ý gia tăng căng thẳng ở Biển Đen. Quốc gia này đặc biệt lưu ý vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có thể kiểm soát hoạt động của các tàu quân sự qua các eo biển trong khu vực. Trong lúc đó, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang và cũng là thứ trưởng thứ nhất của Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Valery Gerasimov đã có cuộc gặp với chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Pakistan, tướng Nadeem Raja, để thảo luận về hợp tác quân sự song phương tại Moscow vào thứ Sáu ngày 24 tháng 9. Ông Gerasimov nhấn mạnh, Pakistan là một trong số ít quốc gia có quan hệ hợp tác quân sự đang phát triển rất tích cực trong năm nay với Nga, bất chấp tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tạp. Tổng tham mưu trưởng Nga cho biết, ông cảm ơn sự kết nối quân sự cấp cao thường trực của Pakistan với Bộ Quốc phòng Nga trong năm 2021, cũng như sự tham gia tích cực của Pakistan vào giai đoạn triển khai tập trận sứ mệnh hòa bình 2021 nhằm chống lại các tổ chức cực đoàn giữ gìn hòa bình khu vực. Cuộc tập trận sứ mệnh hòa bình 2021 có tên viết tắt là JAPAT 2021 với sự tham gia của các nước thuộc tổ chức hợp tác thượng hải SCO bao gồm Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan và Belarus lần đầu tham gia diễn tập tại bãi Dongu ở vùng Orenburg của Liên bang Nga kéo dài từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 9. Người đứng đầu quân đội Nga cũng nhấn mạnh sự phối hợp của lực lượng hải quân song phương thành công giữa Nga và Pakistan. Trong cuộc nói chuyện của họ, các chỉ huy quân sự Nga và Pakistan cũng đã tổ chức một cuộc trao đổi ý kiến về tình hình ở Afghanistan. Bộ Quốc phòng Nga vừa bác bỏ cáo buộc của Estonia rằng một máy bay A-50 của Nga đã xâm nhập vào không phần của nước này Bộ này cho biết, chiếc máy bay A-50 của lực lượng hàng không vũ trụ đã thực hiện đúng lịch trình đã thỏa thuận với Estonia từ một sân bay ở vùng Kaliningrad đến căn cứ thường trực của nó. Cơ quan này cũng khẳng định, máy phát đáp của máy bay đã được bật, phi hành đoàn Nga đã liên lạc với các kiểm soát viên không lưu Estonia và họ không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với đội bay. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, chuyến bay đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về không phận quốc tế, không vi phạm biên giới các quốc gia khác. Điều này có thể được chứng minh bằng bộ lưu dữ liệu. Trước đó vào hôm 23 tháng 9, Estonia đã gửi một công hàm cho đại sứ Nga cáo buộc máy bay Nga vi phạm không phận của nước này. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Văn hóa của chính quyền Taliban, Zabihullah Mujahid cho biết các điều khoản mà cộng đồng quốc tế đưa ra để công nhận chính phủ mới của Afghanistan không phù hợp với phong trào Taliban. Các điều khoản công nhận chính phủ Taliban mà thế giới đưa ra vi phạm luật pháp quốc tế và không thể chấp nhận được, ông nói. Theo ông Mujahid, Taliban đang tìm cách thiết lập quan hệ ngoại giao chặt chẽ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau với các quốc gia khác và đã thúc giục Liên Hợp Quốc tìm ra tiếng nói chung cho quan hệ hợp tác ngoại giao giữa các bên. Thứ trưởng chính quyền Taliban lưu ý rằng tất cả mối lo ngại của cộng đồng toàn cầu đối với các nhà lãnh đạo mới của Afghanistan đều có thể giải quyết được vào ngày 15 tháng 8, sau cuộc tiến công chớp nhoáng, Taliban đã chiếm thủ phủ Kabul mà không gặp phải sự kháng cự nào. Tổng thống Afghanistan khi đó là Ashraf Ghani từ chức và bỏ trốn khỏi đất nước. Vào đầu tháng 9, Taliban tuyên bố thống nhất toàn bộ lãnh thổ và hiện tại đã hoàn thiện nội các. 24 tháng 9, các nhà khoa học Trung Quốc thuộc Viện Công nghệ Sinh học Công nghiệp Thiên Tân đã đánh dấu lần đầu tiên phương pháp nhân tạo điều chế tinh bột từ carbon dioxide CO2 được phát triển thành công trên toàn cầu. Trước đây, nhiều nghiên cứu về tổng hợp tinh bột đã được tiến hành nhưng hầu như không mang lại kết quả khả quan. Vốn dĩ tinh bột được tạo ra từ quá trình quan hợp của các loại thực vật như ngô và lúa, trải qua 60 phản ứng chuyển hóa và điều hòa sinh lý học phức tạp. Ma Giang Hy, giám đốc sinh học công nghiệp Thiên Tân cho biết, nhóm nghiên cứu đã lập ra phương pháp tổng hợp tinh bột nhân tạo, trong đó 11 phản ứng cốt lõi được tổng hợp hoàn toàn từ CO2 trong môi trường phòng thí nghiệm. Kết quả cấu tạo của tinh bột tổng hợp tương tự với tinh bột tự nhiên. Như vậy, phương pháp mới này có thể tạo nên bước ngoặt chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang sản xuất công nghiệp, đồng thời bảo vệ môi trường nhờ giảm thiểu tác động của thuốc trừ sâu và phân bón, đảm bảo an ninh lương thực. Công trình khoa học này được đăng tải trên tạp chí Science số ra ngày 24 tháng 9. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!